Sáu tác dụng tuyệt vời của rau diếp cá đối với sức khỏe và cái thứ sáu mà ai cũng cần. Thứ nhất đó là rau diếp cá nó có tác dụng trị mụn. Chị em phụ nữ thì thường lựa chọn rau diếp cá trị mụn vì nó sẽ nhanh chóng giúp nốt mụn bớt sưng, bớt đau và hạn chế tình trạng thâm đen do mụn nè thứ hai có tác dụng hỗ trợ cho các bệnh lý về đái tháo đường trong rau giúp cá nó có chứa ethanol và là, là thành phần giúp giảm cái lượng đường trong máu và có khả năng ổn định lượng đường ở những cái người mà có vấn đề về đường huyết khi mà dùng kết hợp với những cái thuốc điều trị thứ ba là giúp kiểm soát cân nặng rau giúp cá nó có tác dụng làm giảm mỡ thừa trong cơ thể và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả thứ tư là giúp lợi tiểu và giải độc cơ thể những người mà bị tiểu gắt tiểu buốt nên ăn rau giúp cá để dễ lợi tiểu à, từ khả năng lợi tiểu thì rau giúp cá nó sẽ giúp thải những cái độc tố hoặc là thanh lọc cơ thể thông qua đường tiết niệu thứ năm đó là giúp được hỗ trợ điều trị những cái bệnh lý về đường hô hấp rau giúp cá có thể được dùng để hỗ trợ những cái bệnh như viêm phổi hoặc là những cái bệnh lý liên quan tới nhiễm trùng thì nó những cái có những cái thành phần giúp kháng khuẩn Thứ sáu đó là tăng cường sức đề kháng hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta. Ăn rau diếp cá là một cách hợp lý để giúp chúng ta có tăng cường được cái hệ thống miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào chống lại nhiễm trùng, từ đó giúp cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa những cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc là virus. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.